Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio làm một video để giới thiệu một sản phẩm của nhà mình. Đấy. Tùng Nguyễn đã vừa về được mấy cặp vỏ thùng loa full 25. Cấu hình rất là đẹp và rất là tuyệt vời. Đấy, dòng này rất là nổi tiếng. Dòng Martin. Đấy. Thùng Martin loa full đơn, một bát một chiếc kèn. Đấy. Thùng Martin F10. Đấy, đây là cấu hình mặt trước của nó và đây là mặt lưới của nó. Đấy. Nó giống y hệt thùng Martin F12 nha các bác, nhưng mà nó là Martin F10, thùng bát 25. Đây là ống thông hơi này các bác. Đấy. Và đây là lỗ tép nhá. Còn đây là ống thông hơi này. Đấy, và đây là cọc này. Ốp góc này. Và đây là đằng sau là mặt hậu của nó, gồm một miếng gỗ để đậy vào đây. Đấy. Cọc của nó và chân đế cao su người ta đã vặn sẵn rồi. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Lưới của nó đây các bạn. Đấy. Lưới này thì không phải bắt ốc, nó có cái khe ở đây cho các bạn bẻ vào là được. Ấn chặt và nó vào khớp. Đấy, rất là đẹp nha các bác. Đấy, anh em có nhu cầu lắp loa full đơn 25 thì liên hệ Tùng Nguyễn Audio theo số điện thoại 0972 068 141 để Tùng tư vấn trực tiếp các bác lắp đặt nhé. Bộ này là loa full đơn bát 25 sơn sần chống nước, rất đẹp. Đấy. Hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bạn.